Good morning, my friend. Mình làm YouTube mình có nhiều bạn dễ thương lắm cả nhà. Chúc cả nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an nha. Trời ơi, bạn thân gì cả nhà ơi, bạn thân là thân ai nấy lo. Mình hay nói chơi vậy lắm. Bạn bình thường thôi chứ bạn thân là thân ai nấy lo ha. Nó chơi cho nó vui vậy mà. Sống vui vẻ cả nhà ơi. Chúc cả nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an. Mình khoe mấy cái hoa lan tiếu tiểu của mình nè. Vậy chứ nó ra ra ngoài là nó bị nắng là nó bị teo héo nụ nha. Nó ra vô trong thì đỡ chứ ngoài này kẽm gai quá. Thằng đầu kẽm quá. Đây mình khoe cái cẩm cụ mít của mình này, nó ra nụ cả nhà. Trời ơi, cưng xỉu luôn. Cả nhà có thấy cẩm cụ mít không? Đó, nó ra đọt non là nó lên hoa nè. Đó. Cái nụ hoa bé xíu à. Nụ hoa cẩm cụ mít. Nhiều hoa lá cây cỏ. Thương người phụ ta thì ta sẽ rất là buồn. Cho nên thương cây cỏ, cây cỏ có phụ ta, ta cũng không buồn. Lan huệ sầu ai, lan huệ héo. Good morning, my friend. Trong giường của mình nó có vài cái bông hoa dễ thương vậy thôi là mình cũng đã muốn khoe cả nhà rồi. Mà nó đậu trái nữa, mình càng mừng nữa cái nha. Trời ơi, dưa nó đậu trái nè. Dưa lê nó còn dễ trồng hơn dưa hấu nữa nha. Nó đậu nhiều trái hơn. Này là dưa lê. Nó ra trái rồi đó. Mình mới thấy, mình mới biết. Mình cứ nựng nó đi cả nhà ơi. Trời ơi, cưng quá à. Cưng em quá em ơi. Đây nữa nè. Đó. Trái trên này nè. Nó nhỏ hơn trái dưới. Ngộ ghê, trái dưới này nè. Mà nó bự nè. Còn trái trên này sao nó nhỏ ta, mất sức nữa chắc nên là héo rồi cũng không biết. Bông cải bữa nay nó ra trái rồi nè cả nhà. Bông cải của mình nó ra trái nhiều lắm nên mình lên đây đi nhìn máy bay bay ngang qua nha. Đó, máy bay. Anh ba xưa trắng hồng của mình nay nó ra hoa sáu vòi nụ. Còn đây là Bensuda. Nhất Bensuda, nhì bà liễu. Mình có hết nha cả nhà. Bensuda có luôn. Nó vòi nụ nó là đỏ cưng không. Đỏ Bensuda của mình á. Cái lá chậu lá nó nè. Cái lá của Ben này vậy. Mình thuộc hết luôn á cả nhà. Mình nhìn là mình biết chậu nào Ben, chậu nào bà liễu, rồi chậu nào là băng cốc mình biết á. Cái này là băng cốc nè. Băng cốc xiên hoa nha. Mới tàn hoa xong hôm nay ra nữa nè. Nó có nhiều loại băng cốc, quên nè. À, đằng kia là băng cốc xanh xét với lại còn này là cái gì băng cốc quên rồi ta. Dendro. Này là dendro. Nó nhảy con nè. Nó nhảy con dữ lắm luôn mà nó nhảy vòi hoa cũng dữ lắm luôn. À, kêu là chậu tác phẩm, chậu tác phẩm về mình thấy cái chậu này cũng không có bự, nhỏ cả nhà chứ không bự. Nhà vườn cứ nói chậu tác phẩm bán cho mình về nhà, cái chậu tác phẩm của anh Vui nè, nó bự khủng luôn nha. Còn chậu tác phẩm nhà vườn có một gàn tài. Đó, hai chậu tác phẩm này khác nhau ha. Anh Vui anh làm chậu tác phẩm bự lắm. Đây cũng vậy nè. Chậu tác phẩm của ảnh ba chậu vô một chậu nè, ba chậu nhỏ vô một chậu. Bự lắm. Mình treo gần nhau quá, gió nó đẩy gió đưa cái là nó bị hư.
Còn cái nho mẫu đơn của mình nay nó dài được mấy mét cả nhà ơi, nó phân ra được ba nhánh nè, ở đây hai nhánh nè, đây nhánh nữa là ba nhánh nho. Ở Sài Gòn mình trồng được vậy là đã mừng rồi cả nhà. Còn đây là bà liễu nè, còn đây là cái gì tím nè, len vô tím nè. Không, nó bự lắm. Còn cái bông này nhỏ xíu nha cả nhà, bông này nhỏ xíu à, tháng long nhỏ xíu à. Mình muốn giăng cái màn ra mình che mấy ẻm lắm, mà lúc này là trưa cũng 2 giờ cái bắt đầu hết nắng à. Thôi kệ, mình để luôn, để nắng trực tiếp luôn. Hết hoa lan, giờ đến hoa sứ nha cả nhà. Hoa sứ ở đây mình có bạch trầm hương đây nở hoa nữa, thấy không cả nhà? Mình quay mình cũng không biết mình có thấy không á, tại chói nắng quá. Bài lên đây, cái cây bồ đề dễ trồng lắm nha cả nhà, cắt ghim là nó lên nha, cắt ghim phải bỏ lá, mình để lá nó sẽ không có lên đâu, nó nhiều lá quá nó không lên, cắt bỏ hết lá nó sẽ lên. Cắt ghim là lên là nhà mình chắc cả chục cây thì luôn á. Cái đá tân chào, cây đá tân chào hái lá cây cũng thích lắm cả nhà. Còn đằng đó là cây sung mình hay hái xuống chanh vườn ăn. Còn bên đây là mấy cây cau của mình, mấy cây cau của mình vẫn tốt nha, 5 cây cau đều tốt ha. Đèn cây nữa nè, cao cũng dễ trồng cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha, chúc vui khỏe hạnh phúc và bình an. Mình nói bye bye chứ mình khói quay lắm, mình quay hoài luôn à, không ngừng. Hôm qua mình cắt hết một đống hồng nha, hôm nay còn ít hồng, mình ít cho các nhà xem nha. Mấy cái hồng mà ve ra ngoài là không quay được đâu, ve ra ra ngoài là chịu thua. Ve ra ngoài là mình chịu thua luôn. Mình cứ cắt hoa để dưỡng cây không à, mình không có để cho nên hồng của mình nó tươi tốt. Mình cắt xong nó sẽ ra nụ mới nè cả nhà, đó thấy không, nụ hồng mới lên á. Cái nụ này hôm qua này nó mới nở, Juliet thơm thơm lừng thơm lừng thơm lừng. Còn bên đó là cam cá hồi nha, có hồi thơm ngọt lắm.